Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con Sony 1 Mark 4 các bác nhé. Thì con này nó có cái màu xanh nhạt thì phải. Thì tên tiếng Anh em cũng không biết đâu, nhưng mà em gọi nó là cái màu xanh nhạt. Thì đối với bản thân em ấy, thì là em thích cái màu này hơn là cái màu đen các bác nhé. Tại vì em cũng đã có một cái con màu đen ở đây, thì em đang thích hơn là cái con màu đen này. Đấy, thì nhưng mà em thì em thấy là nhiều bác lại thích màu đen hơn, tại vì đa số dùng Sony bây giờ chỉ là anh em con trai thôi, chứ nữ ít ai dùng. Nhưng mà con này nếu như mà bạn nữ dùng thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Và em nếu mà em dùng em cũng sẽ chọn màu này, vì em thấy cái màu này nó thứ nhất là nó mới lạ hơn, và nó tạo ra cảm giác gì đó, nó thanh thoát ấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, thì cái con này là cái con số 48946 và độ mới tầm khoảng 99%, cũng còn L1, áp suất còn ok, và giá là 12.8 của các bác nhé. Thì em cũng sẽ cho các bác thấy được cái ngoại hình của nó luôn các bác nhé. Đây, thì cái cạnh dưới đây các bác, đấy, con này màu lên rất là đẹp các bạn, không hề có vết xước nào cả. Đấy, cạnh trái cũng thế, các bác yên tâm, không hề có vết xước nào cả. Đó, cạnh trên cũng vậy, không hề có vết xước nào cả. Và con này nó không bị kiểu là nó bị hơi hơi chóc chóc sơn ở cái cạnh cái góc luôn nhá. Đấy, con này không bị. Em nghĩ là màu này không bị sao các bạn. Đây, và cái cạnh cạnh phải cũng thế, rất đẹp, chả có vết xước nào cả các bác nhé. Đó, thì còn đây là cái mặt lưng, thì đương nhiên cái mặt lưng nó cũng rất là đẹp rồi, chả có vết xước nào cả. Đấy, thì chỗ này em chỉ thấy mỗi chỗ này này là nó có cái vết vết hơi hơi chóc sơn ở chỗ này này, hơi hơi thôi, phải nhìn rất là kỹ mới thấy thôi. Đấy, và em cũng soi kỹ ở phần kính này, này ở phần kính này thì là nó có một đường xước các bác nhé. Đây, để xem nào, nó có một đường xước nhỏ thôi, nhưng mà soi dưới điện này cũng rất là khó thấy các bạn. Tuy nhiên nó không vào giữa cái camera đâu, nói chung là nó bé lắm, nó cũng rất là bé, và em soi mãi cũng không thấy này các bác nhìn này. Đấy, nó rất là khó thấy ấy. Đó, nói chung là nó không ảnh hưởng, em dám khẳng định một điều là nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng camera nhé, nó chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thẩm mỹ thôi. Đấy, còn đương nhiên là nó không, không khó nhìn quá là em cũng không biết miêu tả như thế nào quá. Đấy các bác, nhưng mà nói chung là các bác yên tâm, nó không ảnh hưởng đến chất lượng camera đâu. Rồi, còn đây là cái mặt trước đây. Đây, thì cái mặt trước này các bác cũng yên tâm nhé, nó cũng con này cũng gần như không có vết xước nào luôn đấy các bác. Để em tắt cái màn đi. Đây, các bác nhìn thấy không? Ở đây thì em sẽ soi vào cái ánh điện cho các bác xem này. Đó, đó, cái này thì có một vết xước bé tí ở đây đấy, mà cũng rất là khó nhìn thấy. Còn mấy cái này vết bẩn nữa nhé các nhé, em đưa tay vào này hết thôi. Đó, mấy vết bụi thôi các bác nhé, không phải là vết xước đâu. Đó, như màn hình con này thì em thấy có mỗi vết xước ở chỗ này thôi, đấy, đã chỗ đấy thôi, rất là bé thôi, mà phải các bác phải để ý rất là kỹ mới thấy. Đấy, cho nên con này cũng rất là đẹp, không phải lo về cái màn hình của nó các bác nhé. Rồi, ok, thì cũng như cái con trước đây em cũng đã làm một clip con trước đây ấy, thì cái cấu hình của nó em cũng không phải 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 nhắc lại làm gì, nhưng mà thôi cứ sâu lại cho các bác biết được là cái con này đang chạy cái cấu hình gì. Thì cái con này nó đang chạy cái chip 8 Gen 1 và 12 GB, và có bộ nhớ trong là 256 các bác nhé. Thì cái cấu hình như vậy nó rất là lý tưởng rồi, rất là ngon rồi, và pin nó là 5.000. Đấy, và các bác đây, em cho các bác xem cái cấu hình nó luôn này. Đây chứ. Ừ, sao lâu thế nhỉ? Em buồn quá bác sĩ ơi, em làm gì em cũng thấy vui á. Quảng cáo, trời ơi là trời. Ố, bỏ qua được à? Đây. Đây các bác, thì bộ nhớ trong của nó đây, 256 và RAM là 12 GB. Đấy, cũng test luôn cái áp suất cho các bác xem luôn nhé. Thì áp suất con này là còn ok bình thường các bác nhé. Đâu rồi, chỗ này các bác nhìn chỗ pressure này nhé, nó đang là 1003.6.8 gì đấy. Đây, bom này, đấy, lên rất mạnh luôn các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm. Ok, và con này cũng thế, còn là một các bác nhé, còn là một. Đây, và pin này dành cho bác nào mà thích soi pin, thì cái phần pin này em cũng cũng có nói rồi, thì đây em để đây em nhé. Đây, thì pin nó bây giờ nó là 4866. Đấy, 4866, để em chia cho theo một công thức của anh em nào đó chia sẻ trên mạng em quên rồi.
4 8 6 6 chia cho 95 rồi nhân với 100 chia cho 5.000, pin con này 5.000 mà, sau lại nhân 100 đấy, thấy chưa? Nếu mà theo cái công thức này thì là pin con này nó còn 102% luôn đấy, cho nên là cái công thức này cũng chỉ để các bác tham khảo được các bác nhé. Đấy, tất cả những công thức chỉ để tham khảo thôi. Và được cái pin này nó đã là pin 5.000 rồi, và nó nếu như mà để cái đánh giá khách quan thì nó cũng không phải là quá trâu bò như kiểu con S23 Ultra đâu. Con S23 Ultra này nhá, thì lúc đầu em về em dùng nó phải được tầm khoảng gần 8 tiếng luôn. Đấy là cái em dùng khá là mạnh ấy, khá là nhiều ấy. À, thì cho đến thời điểm bây giờ nó lại chỉ được 6 tiếng thôi. Cũng có thể là sau một thời gian tầm 3 4 tháng em dùng thì áp rác nó nhiều rồi, pin nó cũng xuống hoặc là gì đấy, hoặc là mình nói chung em nghĩ là những cái phần mềm nó chạy nhiều quá, áp rác nhiều quá thì nó xuống thôi. Còn con này nếu mà em cũng dùng dùng nó được khoảng hơn một ngày nay thì là pin của nó chỉ được khoảng tầm hơn 6 tiếng thôi các bác ạ. Thì cái mức pin đấy nó cũng không phải là cao nhưng mà nó không phải là thấp đâu nhé, cho nên các bác cứ yên tâm. Pin 5.000 rồi thì nó cũng rất là ổn để mà dùng, không phải lo lắng như cái thời Sony 1 Mark 2 nữa. Mark 2 thì pin nó có 4.000 thôi, cho nên các bác lúc nào mua máy 1 Mark 2 thì các bác toàn hỏi là pin còn bao nhiêu. À đấy, nhân tiện cũng nói luôn là trên cái con này nó đã không còn test được bằng cái lệnh này nữa, 7378423 tăng sao tăng sao đấy. Khi mà test bằng lệnh này ấy, nó chỉ ra như này thôi, và nó không có để các bác test được những cái như kiểu là pin cái thứ như hồi thời 1 Mark 2 nữa nhé các bác nhé. Đấy, cho nên em thì phải test bằng cái phần mềm kia. Rồi thì em cũng nói rồi, tất cả cái chức năng của con máy này đều bình thường hết các bác nhé, cho nên các bác yên tâm không phải lo lắng, con này pin bình thường hết. À quên, các chức năng bình thường hết đấy, SIM wifi bình thường hết, nghe gọi các bác xem luôn đấy. À, và em nói luôn là con này nó có cả ghi âm luôn các bác nhé. Đây các bác này nhìn, nó có cả ghi âm cuộc gọi luôn, cho nên con này nó, nếu mà các bác để sử dụng cho công việc hàng ngày thì nó là quá là tiện rồi đấy. Ok, ở màn hình thì đấy, chưa nói màn hình thì màn hình con này nó vẫn là 4K, và giờ nó có cả cái tần số quét lên đến 120 Hz rồi, cho nên là cái việc mà cái cục pin 5.000 trên con này nó cũng nó cứ phải gánh cái màn hình 4K rồi. Rồi tần số quét 120 Hz thì nó cũng không phải là trâu bò quá đâu các bác nhé. Đấy, cho các bác đừng đừng quá hy vọng vào việc pin 5.000 thì nó phải như được như con kia, phải được như con kia chẳng hạn, như con S23 Ultra chẳng hạn, thì nó chắc chắn là không được như vậy đâu. Đấy, à quên, và nói thêm vấn đề nữa là vấn đề SIM trên con này, thì con này là hai SIM các bác nhé, là hai SIM, và nó không phải là hai SIM vật lý đâu. Nhiều bác tại vì cái mã này này, cái mã này là mã SOG06 này, nó là mã AU của Nhật, thì up cái bản ROM quốc tế này thì nó sẽ dùng được hai SIM. Đấy thì nó sẽ là một SIM vật lý và một SIM eSIM các bác nhé. Đấy, cho nhiều bác không biết thì lại cứ nghĩ là đây đang có một SIM Viettel của em đây, và các muốn dùng cái SIM nữa thì các bác add một cái SIM ở đây. Đấy, tải cái eSIM này xuống này. Đấy, cái này thì các bác dễ thôi, các bác có cái mã QR của cái eSIM ấy, các bác quét là xong rồi. Đấy, cho các bác cứ yên tâm về dùng hai SIM bình thường. Ngay cả cái con S23 Ultra này của em này, đây quét cái mã QR nó ra cái SIM thôi. Thì con này của em ấy, là bản Hàn, thì nó cũng chỉ là một SIM vật lý và một SIM eSIM, thì em dùng vẫn thấy nó rất là bình thường, chả vấn đề gì cả. Có mỗi cái là cái việc có hai SIM vật lý thì khi bác thay cái SIM này sang SIM kia, hoặc là có nghĩa là thay tháo cái hay SIM ra thì các bác thay nó dễ hơn, chứ còn việc mà sử dụng thì nó chả ảnh hưởng gì đâu. Nó thậm chí em thấy là dùng cái eSIM ấy, nó còn ổn định hơn đấy các bạn. Đấy, cho nên các bác yên tâm không phải lo đấy. Và con này thì vẫn còn cái cổng 3.5 để các bác cắm tai nghe 3.5 nó ngon hơn đấy. Rồi ok, thì con này máy này thì chả có lỗi lầm gì cả, và bảo đảm cho các bác là tất cả các chức năng rồi mọi thứ của nó đều còn bình thường ok hết, và máy rất là đẹp, cho các bác yên tâm mà dùng. Và anh em nào cần thì liên lạc với em ở số trên màn hình nhé nhé. Ok, chào các bác.